Ok, là chữa bài tập nha. Là chữa bài tập này. Số là đầu tiên mình có sẽ có là cái câu số 1 là đề bài hỏi là sản phẩm chính của phản ứng. Câu số 1 này, sản phẩm chính của phản ứng. Đề bài hỏi chúng ta là sản phẩm chính của phản ứng này là. Thế ta nhìn nhá. Chú ý này, đây là ánh sáng. Vậy là ánh sáng là nó phải thế vào gì? Ánh sáng là nó phải thế vào carbon no. Vậy nó sẽ tạo là C6H5 CH2 CL. Rất nhiều bạn sai chỗ này. Đấy chưa? Vậy tên nó là gì? Không phải ốc thô của lo, không phải ốc thô, không phải ốc meta, mà là benzin của lo luôn nhá. Benzin của lo luôn. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Và có rất nhiều đứa bị sai ngay từ đây. Vì nếu mà muốn thế vào vòng thơm thì nó phải là gì? Thì nó phải là bột sắt nhiệt độ cơ nhá. Nếu mà muốn thế vào vòng thơm thì nó phải bột sắt nhiệt độ cơ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đấy. Rất nhiều đứa sai. Câu 2. Sản phẩm của phản ứng anh này là thế anh này thì chắc chắn mình nhìn thấy đây là phản ứng thế rồi. Nitro nhóm CH3 của chúng ta là nhóm phenol đúng không? Và bởi vì nhóm CH3 của chúng ta là nhóm phenol nên nó sẽ ưu tiên ở vị trí ốc thô và vị trí para. Đúng chưa? Ốc thô và para thì mỗi là ốc thô bỏ, mỗi là para bỏ, beta bỏ, ốc thô và para. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 3. Công thức tổng quát của benzen và các alkyl benzen là CnH2n chứ 6A. Câu số 4. Benzen có tính thơm vì dễ thế, khó cộng, bền các chất oxy hóa. Đúng chưa? Khó thế là sai rồi. Khó thế là sai rồi. Dễ thế, dễ cộng là sai rồi. Dễ thế, khó cộng, bền oxy hóa. A, đúng. Câu 5. Số đồng phân C9H12 trong phân tử chứa vòng benzen là. Nãy mình mới làm xong, đúng không? Tổng cộng có mấy? 8. 6. Sản phẩm của phản ứng benzen với clo ánh sáng khuếch tán là. Sản phẩm của phản ứng benzen với clo có ánh sáng khuếch tán là. Thế thì chú ý là ánh sáng khuếch tán thì có phải nó tạo thành là C6H6 CL6 không ạ? Thì như thế lúc nãy đọc là hexa clo cyclohexan hay gọi là hexo cloran đúng không? Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu số 7 cho chuỗi phản ứng. Vậy chất ABC D lần lượt là. Thế ở cái chuỗi phản ứng này thì chúng ta phải để ý một chút xíu thì chúng ta mới làm được. Còn nếu không thì chúng ta không thể nào mà làm được. Để ý cái gì ạ? Để ý thì mình phải viết được cái phương trình đã. Nếu mình không viết được phương trình thì là toái nhé. Thế nhìn kỹ này. Ở đây mình có viết phương trình này. Thì mình có này. A 1500 độ C thì cái thằng này chắc chắn nó là CH4 này. 1500 độ C này. Thì nó tạo thành C2H2. Được chưa? Vậy B chúng ta là CH2 nhá. A là CH4 này. B là CH2, A CH4, B CH2. Thằng này bỏ. Thằng này bỏ. Thằng này bỏ. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Thế là B này, B tạo thành C này. Vậy B này, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác có phải là 3 thằng CH2 thì tạo thành thằng C6H6 không? Và C6H6 mà cộng với lại clo ánh sáng thì tạo thành 666. Được chưa? Và sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái câu này nhá. Mình nắm được phương trình. Câu số 8. Đề bài cho là hexan H1en, H1in, hexan C6H14, H1en, C6H12, H1in. H1in thì viết ra. Đây H1in đây. 4, 5, 6. Đấy chưa? Được nhận biết bằng các thuốc thử theo trật tự nào sau đây? Theo đây chúng ta nhìn nhé. Nó có hydro này. Đính vào carbon chứa liên kết 3 này. Hay còn gọi là hydro linh động này. Vậy mình nghĩ ngay đến sử dụng là AgNO3 trong NH3. Không hiện tượng, không hiện tượng. Kết tủa màu. Và được chưa? Thế bây giờ còn hai anh này. Một thằng là alkan, một thằng là anken. Thì bây giờ mình sử dụng đến thằng nào? Brom. Đúng không? Brom không hiện tượng. Mất màu. Vậy thuốc thử mình phải sử dụng theo trật tự. Đầu tiên là sử dụng AgNO3 trong NH3 để nhận biết được amoin. Rồi sử dụng đến brom. Được chưa? Nếu không sử dụng brom thì ta có thể thay thế bằng KBRO4. Không hiện tượng, mất màu. Cái nào cũng được. Được chưa? Vậy mình nhìn thấy đáp án thỏa mãn nhất của chúng ta là đáp án D. AgNO3 này trong NH3 này với lại dung dịch KMnO.
Của 4. Ok, dễ không? Tiếp nhé. Mình sang câu số 9. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon X cho CO2 và hơi nước theo tỷ lệ là 1,75 chia 1. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon X CXHI tác dụng với oxy cho CO2 này chia nước này theo tỷ lệ thể tích 1,75 chia 1. Thế mình đặt số mol CO2 1,75, số mol nước là 1 đi. Được chưa? Với số mol CO2 là 1,75, số mol nước là 1 thì hoàn toàn mình sẽ có là X chia Y. Suy ra mình có X chia Y thì bằng X chia Y thì bằng gì? Thì bằng số mol CO2. Số mol CO2 là 1,75 chia cho 2 lần số mol nước thì là chia cho 2. 1,75 mà chia cho 2 thì bằng bao nhiêu? Bằng 10 chết 1,75. Đúng rồi, chia 1 thì là 1,75 chia 2 mà. Thầy ấn nhầm. 0,875 thì bằng 7 chia 8. Được chưa? Vậy suy ra cái công thức thằng này nó sẽ là C7H8. Ok chưa? Cho bay hơi hoàn toàn 0,56 gam X thì thu được thể tích đúng bằng. Cho bay hơi hoàn toàn 0,56 gam X thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxy. Vậy mình có này là số mol của X trong 5,06 gam thì chính bằng số mol của oxy trong 1,76 gam và bằng 1,76 chia 32. 1,76 chia 32 bằng 0,055. Vậy đến đây mình tìm được phân tử khối của X. Check xem có đúng không đấy. Xem bằng là bao nhiêu nhỉ? 5,06 chia cho 0,055. 92, 92 thì đúng bằng 78 rồi. Vậy đúng chính xác. Ở nhiệt độ phòng X không làm mất màu nước brom, có nghĩa không làm mất màu nước brom mà điều kiện thường. X là hydrocarbon ở sau đây. C7H8 thì không thể là styren được. Đúng chưa? Ethyl benzen là C6H5C2H5. Không phải, đúng không? Toluen là C7H8. Paraxylen cũng là C8H10. Bỏ nốt, vậy đáp án đúng B, bỏ toluen. Ok. Câu cuối ngày hôm nay nhá. Câu cuối ngày hôm nay nhá. Cả nhà quan sát nhá. Xét sơ đồ phản ứng này. A tạo thành B, B tạo thành TNT. Vậy để tạo thành TNT là trinitrotoluen, vậy B chắc chắn phải là toluen. Đúng chưa? B là toluen, B là toluen, B là toluen, B là heptan, bỏ. Được chưa? Bây giờ A, A tạo thành B. Được chưa? Thằng A tạo thành thằng B. Thế thì thằng A chắc chắn nó phải là benzen, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, A là benzen, B là toluen. Ok chưa? Ok chưa? Con này chữa nhé. Câu số 11 này. X là đồng đẳng của benzen, có công thức thực nghiệm là C3H4N. X có công thức phân tử nào sau đây? Này nó tự nhiên nó lại bị đen xì. Được chưa? X là đồng đẳng của benzen và X có công thức thực nghiệm, công thức phân tử của X nào sau đây? Thế thì chúng ta lưu ý này, là đồng đẳng của benzen thì nó sẽ phải có bọn, là cái bọn mà nó có công thức tổng quát là CnH2n-6 nhá. Được chưa? Sorry, mình ghi là CM đi. CmH2m-6. Được chưa? Thì đây nó trùng với lại là C3nH4n đúng không? Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có là N thì bằng 3m, sorry, M thì bằng 3n. Đây, vậy suy ra mình có M thì bằng 3N. Vậy suy ra 2M trừ 6 thì phải bằng 4N. Mặt khác do M bằng 3N mình thế vào, mình sẽ được là 2 nhân với lại 3N trừ 6 bằng 4N. Vậy được là 6N bằng 4N cộng 6. Vậy suy ra 2N thì bằng 6, suy ra N thì bằng 3. N bằng 3 vậy thế vào đây, mình được sẽ là N bằng 3 vậy thế vào đây, mình được là C, 3 x 3 là 9H12. C9H12. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu số 12. Từ 3,9 tấn benzen thì điều chế được bao nhiêu tấn toluen nếu hiệu suất là 80%? Benzen là C6H6
ra được toluen là C7H8, thực ra bản chất toluen là này, trước mình đã học rồi đúng chưa, metin-benzen. Hiệu suất là 80%, anh này là 0,8 nhá. Chúng ta tìm được số mol benzen là 3,9 chia 78, 3,9 chia 78 bằng 0,05 mol, 0,05 mol. Thì ngay lập tức mình suy ra được hiệu suất này, 0,05 nhân 1 chia 1 thì bằng 0,05, thuận nhân nhân 0,8, 0,05 mà nhân với 0,8 thì bằng 0,04, được chưa? Vậy là mình sẽ tìm ra được là số mol của C7H8 là 0,04, 0,04 mà nhân phân tử khối 12 nhân 7 cộng 8 bằng 3,68 gram, 3,68 tấn. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 13. 13 đây. Thế thì chúng ta nhìn này, 13 chúng ta nhớ là cái quy tắc thế mà thầy đã dạy đúng không? Thì đây là NO2 này. Đây là nhóm thế không no đính vào vòng benzen. Thế nhóm thế không no mà đính vào vòng benzen thì vòng benzen chúng ta sẽ có các vị trí. Đúng chưa? Đây, NO2 đây. Đây vị trí oxo này, đây vị trí meta, đây vị trí para này. Khi phản ứng với thằng HONO2 thì do NO2 là nhóm thế không no nên nó sẽ ưu tiên thế vào vị trí meta. Ưu tiên thế vào vị trí meta. Đây anh này NO2 vào vị trí meta. Ok chưa? Vậy thì anh này sẽ có tên gọi là meta dinitrobenzen. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Câu 14. C6H6 và C6H5CH3 chất nào bị oxy hóa bởi KM robot? Thì chúng ta biết thừa một điều rồi. Thế thằng mà bị oxy hóa bởi KM robot thì chỉ có thể là thằng nào? Nó không thể là C6H6 bởi vì C6H6 không bị oxy hóa bởi KM robot, mà thằng toluen mới bị oxy hóa bởi KM robot khi mà đun nóng. Đúng không? Đun nóng nhẹ, đúng không? Vậy là chỉ có toluen thôi. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án B. Ok. Chỉ có toluen mới thể mới bị oxy hóa bởi KM robot. Câu 15. Khi đốt cháy một mol alkin benzen. Thế ở đây mình có này. Khi đốt cháy một mol alkin benzen thì có phải mình luôn luôn có là alkin benzen thì luôn luôn có là NCO2 trừ N nước chia 3 bằng N cháy không? Đúng chưa? Vậy đây mình có là suy ra mình được là gì nhỉ? Chú ý đây là một mol, một mol alkin benzen thì bằng 1 đúng không? Vậy suy ra ta được là NCO2 sẽ bằng N nước cộng 3. N nước cộng 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta, đúng nhất của chúng ta có phải là đáp án D. Câu 16 nha. Đốt cháy một mol alkin benzen thu được 9 mol CO2 và 6 mol nước. Vậy đây mình có số mol cháy thì phải luôn bằng là NCO2 là 9 trừ đi N nước là 6. Được chưa? Một mol alkin benzen chia cho một. Sorry, một alkin benzen thì nó bằng 3. Vậy N cháy bằng 3, vậy mình tìm được số carbon. Thì bằng số mol CO2 là 9. 9 chia N cháy là 3. Đúng không? Sorry. Chỗ này quên mất, sorry cả nhà. Chia cho 3. 9 trừ 6 chia 3 thì nó phải bằng 1. N cháy bằng 1 ạ. Vậy số carbon thì bằng 9. Vậy suy ra cháu nó là C9H12 nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. C9H12. Câu 17. Khi trong vòng có nhóm thế nào sau đây thì phản ứng thế sẽ dễ dàng hơn ở vị trí oxo và para. Để thế vào hai vị trí oxo và para thì nhóm thế nó phải là no. Đúng chưa? Vậy NO2 không no. HSO3 không no, CO không no, chỉ có no là OH, OH này, alkin này, OCH3, NH2, đúng không? Đáp án đúng là đáp án D. Câu 18. Khi trong vòng có nhóm thế nào sau đây thì nhóm thế ưu tiên dễ dàng hơn ở vị trí meta. Meta nên là chỉ thế và meta thì nó là thằng không no, đúng không? OH no, NH2 no và đọc xong. C3H7 no, cả ba thằng này thì đều ưu tiên ở vị trí oxo và para. Có bốn thằng COH là ưu tiên ở vị trí meta thôi. Đáp án đúng là đáp án A. Đấy chưa? Đấy, dễ dàng. Câu 19 này, chọn câu sai này, benzen không thể bị oxy hóa, sai. Benzen có hoàn toàn có khả năng bị oxy hóa khi tác dụng với oxy, đúng không? Vậy sai là A. Đốt một mol alkin benzen thì thu được 6 mol nước, vậy số mol CO2 sẽ là
Vậy đây mình có này, 1 mol ankin benzen mà thu được 6 mol nước, vậy mình sẽ có là N nước trừ đi NCO2. N nước, sorry, NCO2 trừ N nước chia N cháy bằng 3 đúng không? Vậy suy ra mình tìm được NCO2 bằng 3 nhân 1 cộng 6 thì bằng 9. Vậy số mol CO2 sẽ là 9 mol C. Nhận biết các lọ mất nhãn sau. Cái câu 21 này thì có cyclohexan với lại cyclohexen giảm tải rồi nên bỏ câu 21 đi. Câu 22. Trong hợp chất loại nào có khả năng tham gia phản ứng thế? Cái này mình học rồi. Phản ứng thế thì là đặc trưng của thằng ankan là 1 đúng không? An1in là thế hydro linh động là 2, benzen là thế hydro của vòng thơm là 3, của carbon thơm là 3. 1 2 3 cả 3 thằng đều có khả năng tham gia phản ứng thế. Đúng chưa? Vậy là cả 3 loại trên đáp án đúng đáp án D. Câu 23. Đốt cháy A thu được CO2 và nước theo tỷ lệ khối lượng là 4,9 chia 1. Chú ý. CO2 và nước theo tỷ lệ là 4,9 chia 1. Vậy mình sẽ có đi. Đây là CO2 này. Nước này, tỷ lệ khối lượng là 4,9 chia 1. Vậy mình coi khối lượng CO2 là 4,9, khối lượng nước là 1. Thì mình sẽ có là số mol CO2 bằng 4,9 chia 44. 0,113. Để phân số đi. 49 phần 4, 4, 10. 49 phần 4, 4, 10. Số mol nước sẽ là bằng 1 phần 18. 1 phần 18. Vậy ở đây mình có này. Đề bài hỏi là đốt cháy A, vậy cần tìm A thì mình sẽ có là đặt A nó là CXHI. Đặt A nó là CXHI thì mình được X chia Y bằng NCO2 chia 2 N nước và bằng 49 phần 4 40 chia cho 2 chia 18 và nó gần bằng 1 ạ. Gần bằng 1. Gần bằng 1 chia 1, gần bằng 1 chia 1. Vậy thì thằng X chia Y này chúng ta có công thức đơn giản nhất là CH. Đúng chưa? Vậy công thức tổng quát hay công thức phân tử nó là CH tất cả N lần. CH tất cả N lần. Và mình nhìn đáp án mình có CH tất cả N lần, vậy thì chỉ có A là C6H6 mới thỏa mãn thôi. Ý C không, đúng không? C9H12 không, ý B C7H8 không, ý D C10H14 không. Ok. 24. Số hợp phân hydrocarbon thơm của C8H10 là, cái này mình học rồi, đúng không? Thầy cũng dạy rồi. Đầu tiên là, đây mình làm nhanh nhá. C là một cháo. Đúng chưa? Thứ hai này. Thứ hai này. Một thằng carbon đây, còn những thằng còn lại chạy. Thằng này một đồng phân rồi. 2 3 4. Ok. Vậy là tổng cộng có 4 đồng phân, đáp án đúng là đáp án C. Ok, câu 25. Chọn câu đúng. 25 chọn câu đúng. Benzen và ankin benzen là hợp chất không màu tan trong nước. Nó là hợp chất không màu đúng nhưng mà không tan trong nước ạ. Sai. Benzen và ankin benzen là hợp chất có màu. Nó không có màu ạ. Sai. Ý C, benzen và ankin benzen là hợp chất không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ có màu đặc trưng. Không tan trong nước, tan trong môi hữu cơ đúng, nhưng mà có màu đặc trưng là sai, không có màu đặc trưng. Benzen và ankin benzen là hợp chất có màu mùi thơm. Không màu mùi thơm, không tan trong nước, tan trong môi hữu cơ đúng. D đúng. Câu 26, chọn câu sai. Benzen là một hydrocarbon không no. Benzen là một hydrocarbon không no. Nó là một hydrocarbon thơm, benzen là một chất thơm. Vòng benzen có 3 liên kết set, 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn, benzen tạo thành vòng lục giác đều, chỗ này thì ghi thiếu nhá. Vòng benzen có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn, C đúng. Benzen tạo thành một lục giác đều. Đúng. Được chưa? Benzen là một hydrocarbon nó không no là sai, là một hợp chất thơm đúng, được chưa? Vậy là sai là A. Câu 27 nhá. 27 này nhìn kỹ này. Chất Z vào nước thì tạo thành chất X, chất X 600 độ C, thế thì nhìn cái 600 độ C này này là mình nghĩ ngay đến nó là thằng C2H2. Vậy để tạo thành CO2H2 thì một thằng mà tác dụng với nước, vậy Z chúng ta chắc chắn là CaC2. CaC2 cộng nước tạo thành CH2. Được chưa? CaH2 600 độ C là nhiệt độ áp suất xúc tác đấy, thì nó tạo thành là C6H6. Và C6H6 để tạo thành toluen. Vậy Z chắc chắn là CaC2. Đáp án đúng đáp án B. Ok. Dễ không? Dễ như húp cháo. Chúng ta có này.
Câu số 28. Câu nào sau đây là sai? Toluen phản ứng brom hóa nhanh hơn benzen, chính xác, bởi vì toluen của chúng ta thì nó có nhóm chức CH3, CH3 là nhóm chức no. No thì nó luôn luôn là ưu tiên các phản ứng brom hóa nhanh hơn thằng benzen. À đúng. Toluen phản ứng nitro hóa khó hơn benzen, sai. Nó chắc chắn cũng dễ hơn ạ. Vậy sai là B. 29 isobenzen. Isopropyl benzen. Đây cháu này. Isopropyl benzen đây. Tác dụng với clo ánh sáng. Clo chú ý cho thầy là đây là ánh sáng kích thích 1 chia 1, tỷ lệ 1:1 nhá, ánh sáng kích thích. Vậy là nó sẽ ưu tiên là thế vào hydro của carbon no, chứ không thế vào hydro carbon thơm ạ. Thế vậy là ở đây rất nhiều đứa sẽ bị nhầm. Nó ưu tiên là thế hydro carbon no. Và chúng ta lưu ý rằng là nó thế cho đúng cái kiểu là chân dài cặp với đại gia thì nó sẽ ưu tiên là cái thằng carbon làm sao nhỉ? Ưu tiên carbon nó có bậc cao nhất. Vậy clo sẽ thế vào đây ạ. Cộng HCl. Vậy thì thu được sản phẩm chúng ta thì chỉ có thể là sản phẩm đáp án đúng của chúng ta đang là đáp án A. 29 đáp án A. Nhá, 29 đáp án A. Rất nhiều bạn sai. Tiếp theo câu số 30. Câu tiếp theo câu số 30. Cho sơ đồ phản ứng. Câu 30 cho sơ đồ phản ứng. CaH2 tạo thành X. C2H2 tạo thành X. Vậy thì khả năng cao nó sẽ tạo thành C6H6. Đúng chưa? C6H6 bây giờ phải tạo thành Y. Y tạo thành metabrom nitrobenzen. Metabrom nitrobenzen, đây NO2. Metabrom đây. Đúng chưa? Đây metabrom nitrobenzen. Thế thì cái bài này chúng ta phải có một cái độ thông minh nhất định. Thằng X chúng ta chắc chắn là thằng benzen rồi, nên loại ngay đáp án B brom benzen. Loại ngay đáp án D nitrobenzen, đúng chưa? Nhưng thằng Y, chúng ta lưu ý rằng thằng Y này thì là nó thế vào vị trí meta. Và bởi vì là nó thế vào vị trí meta, bởi vì nó thế vào vị trí meta nên chắc chắn là thằng Y này của chúng ta là phải thằng mà nhóm thế của nó phải nhóm thế không no, NO2, thì nó mới thế thằng tiếp theo vào vị trí meta được. Chứ nếu thằng Y này của chúng ta là thằng mà chứa nhóm thế no, là thằng brom, thì nó sẽ thế vào vị trí ốc thô hoặc vị trí para nên không tồn tại thằng beta. Hiểu ý thầy chưa nhỉ? Vậy là bỏ thằng này. Vậy đáp án đúng là thằng Y này của chúng ta nó phải là gì? Nitrobenzen. Nitrobenzen. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án C, benzen và nitrobenzen. Ok. 31. 31. Cho 13,44 lít khí acetylen đi qua than nung nóng acetylen C2H2. 13,44 chia 2,4 bằng 0,6. Ở 600 độ C thu được 12,48 gam benzen. Ba thằng này thu được C6H6. Thấy chưa? Thế thì đây là số mol ban đầu. Phản ứng sau. Sau phản ứng benzen là 12,48. 12,48 chia phân tử khối 0,16. Hay vậy là phản ứng sinh ra benzen là 0,16. Vậy mình suy ngược thì mình có 0,16 nhân 3 chia 1. 0,16 nhân 3 thì bằng 0,48. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được hiệu suất phản ứng bằng số mol phản ứng là 0,48 chia cho số mol ban đầu là 0,6. 0,48 chia 0,6 bằng 0,8 nhân 100% là 80%. 80%. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Đấy, lại một câu nữa rất là dễ thôi đúng không? Câu số 32. Từ 7,8 tấn benzen, từ 7,8 tấn benzen điều chế thuốc nổ TNT, chưa thể nói TNT rồi. Thế thì những cái bài này mình chỉ cần quan tâm điểm đầu là đi từ C6H6 tới điểm cuối là C6H2 CH3 NO2 3 lần. Hiệu suất của cả quá trình bằng tích các hiệu suất 80% nhân 80% có nghĩa là 0,8 nhân 0,8 thì bằng 0,64. Đấy chưa? Tính khối lượng TNT thực tế thu được 7,8 tấn benzen, ta có là kg tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường, mình tìm được số mol của benzen bằng 7,8 chia cho 78 thì bằng 0,1. Vậy suy ra này mình sẽ có là 0,1 nhân 1 chia 1 thì bằng 0,1. Thuận nhân với 0,64. 0,1 nhân với 0,64 thì bằng 0,064. Đúng không? Thế thì hoàn toàn mình tìm được khối lượng của TNT thực tế là bằng 0,1 nhân 0,64. Được chưa?
nhân với phân tử khối của TNT 12 nhân 6 cộng 2 cộng 15 cộng 46 nhân 3 bằng 14,528. 14,528 đến lúc này là 14,528 tấn nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 14,528 tấn. Thì sang câu tiếp theo là câu số 33. Câu tiếp theo là câu số 33. Muốn điều chế 22,7 tấn TNT. Đây, TNT bên trên đây rồi, đúng chưa? Thì cần bao nhiêu tấn toluen? Lúc này là toluen là nó chạy từ đây cơ. Vậy là C6H5CH3 để điều chế được TNT là C6H2CH3NO2 tất cả 3 lần. Hiệu suất của cả quá trình là 80%, đây là 0,8. Đấy chưa? 22,7 tấn TNT thì chúng ta tìm được số mol của TNT là mình coi như là tấn hay là gam nhé. Mình có 22,7 chia cho 227 thì bằng 0,1. Suy ngược lại mình có 0,1 nhân 1 chia 1 là bằng 0,1. Thuận nhân nghịch chia, đây là chiều nghịch phải chia cho hiệu suất 0,1 chia 0,8. 0,1 chia 0,8 bằng được bao nhiêu nhân với phân tử khối? 12 nhân 6 cộng 5 cộng 15 bằng 11,5. Và đáp án đúng của chúng ta là 11,5 tấn. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 11,5 tấn. Ok. Mình sang câu tiếp theo là câu số 14 nha. Câu tiếp theo. À đâu sorry. Câu tiếp theo là câu số 34. Tên gọi của hợp chất sau là gì? Thế mình đánh số này, mình đánh số này nhìn kỹ này. À, đầu tiên là mình nhìn thấy hai carbon này là etin này, một carbon là metin, một carbon là metin. E đứng trước M. Được chưa? Vậy đánh số làm sao cho số chỉ nhỏ nhất? 1 2 3. Được chưa? Vậy nó phải là gì? 1 etin 2,3 dimetin benzen. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 35. Câu 35 ạ. Tính khối lượng của brom dùng để điều chế 3,29 kg tribrom toluen. Tribrom toluen thì mình phải có là anh brom này. Viết phương trình ra nhá. Brom thì cộng với để ra tribrom toluen thì nó phải cộng với toluen là C6H5CH3. Đây là thực hiện phản ứng thế bột sắt nhiệt độ. Được chưa? Tribrom toluen vậy là nó phải thế 3 brom. 3 brom thì 3 hiđro ra đi, C6H2Br3CH3 cộng với 3HBr. Được chưa? Biết hiệu suất là 50%, hiệu suất là 0,5. Số mol 3,29 kg tribrom toluen ta coi nó như là gam thì mình sẽ tìm được số mol bằng 3,29 chia cho mạng ngoặc đơn này, 12 nhân 6 cộng 2 cộng 80 nhân 3 cộng 15 bằng 0,01 mol. Thì mình suy ngược lại, chỗ này là phải ăn 3 brom nhá. Cân bằng chính là 0,01 nhân 3 chia 1 bằng 0,03. Thuận nhân nghịch chia 0,03 chia 0,5 bằng 0,06. Vậy tới đây mình tìm được khối lượng của brom bằng 0,06 nhân 160 bằng 9,6. Là 9,6 kg. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. 35. Rồi, câu 36. Thực hiện phản ứng thế brom tỷ lệ 1:1 những chất nào có phản sản phẩm thế ốc thô hoặc para? Sản phẩm thế ốc thô hoặc para thì tương đương với việc là nhóm thế nó phải no, đúng chưa? Nhóm thế nó phải no nhá. Có nghĩa cái thằng đính của nó phải no, CH3 no, một cháo. COH0 thằng này thế vào meta, thằng này không no, thằng này thế vào meta, thằng này không no. Thằng này no thầy nói rồi, đúng không? Vậy mình có là thằng 1 với thằng 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 37, công thức phân tử của metaxylen. Metaxylen. Đây, xylen. Xylen có hai carbon. Đây, một thằng đúng không? Meta là vào vị trí này. Vậy công thức của nó sẽ là C6 cộng với 2 là C8. H mấy ạ? H mấy ạ? C8H10 ạ. C8H10. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C. C8H10. Câu 38. Câu 38. Để đốt cháy 13,35 gram chất A đồng đẳng của benzen. Đồng đẳng benzen công thức tổng quát nó sẽ là CnH2n-6. Thì cần dùng oxy cộng với oxy thì thu được NCO2 cộng với lại N-3H2O. Được chưa? Thế thì mà ở đây mình có anh này là 13,35, vậy mình tìm được số mol của nó là 13,35 chia cho 14N-6 cân bằng nguyên tử nguyên tố oxy. Đây là 2N cộng với lại N là 3N, 3N-3.
3n trừ 3 chia 2 đúng nhỉ? 2n này, 3n trừ 3 chia 2 thì mà số mol của thằng này bằng 29,904 chia 2,4 1,335 1,335. Vậy tới đây mình sử dụng đường chéo nhá, nhân chéo mình có đây tỷ lệ, đây mình sẽ có là 13,35 chia cho 14n trừ 6 nhân với 3n trừ 3 phần 2 thì bằng 1,335. Ok chưa? Bằng 1,335. Vậy hoàn toàn tới đây thì mình sẽ có suy ra 13,35 nhân với 3n. 13,35 nhân với 3 40,05. 40,05n trừ đi 40,05 thì bằng 1,335 nhân 2 nhân 14. 1,335 nhân 2 nhân 14 bằng 37,38. 37,38n trừ đi 1,335 nhân 2 nhân 6. Nhân 6 16,02. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n bằng, hoàn toàn đấy chúng ta tìm được n bằng 40,05 trừ n bằng chia cho 40,05 trừ 37,38 bằng 9. N ta bằng 9. N chúng ta bằng 9. Vậy thì suy ra anh này nó sẽ là gì nhỉ? C9H 2 nhân 9 18, 18 trừ 6 18 trừ đi 6 thì còn H12. Đây bài hỏi chúng ta là anh này có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn thì chúng ta đã tìm ở trong phần bài đồng đẳng đồng phân rồi. Anh này có 8 đúng không? Đáp án đúng là đáp án B bỏ 8. Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn hydrocarbon A. Hydrocarbon A thu được CO2 hơi nước tỷ lệ về khối lượng. Vậy ở đây hydrocarbon mình đặt là CXHI. Đốt cháy thì thu được CO2 và hơi nước tỷ lệ là 77 chia 18, mình đặt luôn số mol CO2 là 77, số mol nước là 18. Và mình tìm được khối lượng. Khối lượng CO2 77, khối lượng nước 18. Vậy mình tìm được số mol luôn. 77 chia 44 1,75. Và 18 chia cho 18 để bằng 1. Vậy ở đây mình sẽ tìm ra được X chia Y bằng X chia Y thì mình sẽ bằng là số nguyên tử carbon chia số nguyên tử hydro và bằng 1,75 chia cho 2 lần số mol nước là chia cho 2. 1,75 mà chia cho 2 thì bằng 7 chia 8. 7 chia 8. Vậy hoàn toàn từ đây chúng ta tìm được công thức đơn giản nhất. Công thức đơn giản nhất nó sẽ là C7H8 tất cả n lần. Công thức đơn giản nhất là C7H8, còn công thức phân tử sẽ là C7H8 n lần, được chưa? Nếu làm bay hơi 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxy. Có nghĩa nếu làm bay hơi thì mình sẽ có là số mol của 5,06 gam A chính bằng số mol của oxy và bằng 1,76 chia 32. 0,055. 0,055. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được phân tử khối của A. Phân tử khối của A chính bằng 5,06 chứ 0,055. 92. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N. N bằng 1. N bằng 1, vậy thì công thức phân tử của nó là C7H8. C7H8 mà có vòng benzen. Vậy thì nó chỉ có thể là anh metin benzen hoặc còn được gọi là toluen. Metin benzen hoặc còn được gọi là toluen. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, metin benzen. Ok. N. Ta có này. Câu 40. Bốn tên gọi đó là tên của mấy chất, cái này hay này. Đó là tên của mấy chất octoxylen. Octoxylen CH3 vị trí octo đây. Octodimethylbenzen nó cũng chính là octodimethylbenzen luôn, một chất luôn. 1,2 dimethylbenzen cũng chính là nó luôn. Đấy chưa? Ethylbenzen. Được chưa? Vậy là thằng này nó là tên của hai chất thôi. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Câu 40. Một. Câu 41. Để thu được TNT thì người ta cho 23 kg toluen với HNO3 đặc với H24 đặc. Đây, tính khối lượng dung dịch. Vậy là toluen
Toluen là C7H8 thu được TNT. Thế thì thằng này phải ăn với lại 3 thằng HNO3 đúng không? 3 thằng HNO3 để thu được TNT. Trinitro toluen mà, trinitro nên phải ăn 3 HNO3. Thế vậy thì mình có là số mol của toluen là bằng 23. 23 chia cho phân tử khối 12 nhân 7 cộng 8 bằng 0,25. Vậy ngay tức mình suy được số mol HNO3 bằng 0,25 nhân 3 bằng 0,75. Được chưa? Vậy thì từ 0,75 này mình tìm ra được khối lượng của HNO3 bằng cách lấy 0,75 nhân 63 là ra được mol nguyên chất nhé. Chia cho đây 63% này, 0,63. 75, 75 kg. Vậy đáp án đúng là đáp án A. 75 kg, đáp án đúng là đáp án A. Câu 43. Chất A là đồng đẳng của benzen. Đồng đẳng của benzen, vậy công thức tổng quát của cháu nó sẽ là CnH2d-6 đốt cháy trong oxy thì thu được NCO2. Chúng ta tìm được số mol CO2. 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. 1125. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được, ra được số mol anh này bằng 0,1125 nhân 1 chia N. 0,1125 chia N. Đấy chưa? Mà khối lượng, mà khối lượng đề bài cho ông ta là 1,5 gam. À, vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ có phân tử khối. Phân tử khối là 12N cộng 2N là 14N trừ đi 6 thì bằng 1,5. 1,5 chia cho 0,1125 phần N và bằng 1,5 chia N bằng, sorry, 1,5 chia cho 0,1125 đấy, 1125 bằng 13,33, hay là phân số nó chính là bằng 40/3. 40/3 N. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N đúng không? À, mình sẽ có là 14 N trừ đi 40/3, 14 trừ N bằng, xong rồi lấy 6 chia N bằng 9. Vậy suy ra N chúng ta bằng 9. N bằng 9, vậy suy ra ngay lập tức là cái công thức phân tử của thằng đó là C9H12. Để bài nói tiếp, nếu cho A tác dụng với brom xúc tác bột sắt nhiệt độ thì chỉ tạo ra một dẫn suất mono brom duy nhất. Để tạo ra một dẫn suất mono brom duy nhất khi và chỉ khi cái thằng C9H12 này đối xứng nhất. Được chưa? Xúc tác bột sắt nhiệt độ mà đối xứng nhất, vậy thằng C9, thằng này nó chỉ có một thằng thôi, C thì có thể là chỉ thế vào hydro ở đây, hydro ở đây, hydro ở đây và ba thằng hydro này đối xứng nhau. Được chưa? Ba thằng hydro này đối xứng nhau. Nên là thế là thằng nào cũng như vậy, là chỉ thu được một sản phẩm duy nhất. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án, anh này tên là gì, 1,3,5 đúng không, trimethylbenzen. 1,3,5 trimethylbenzen, đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Trên đây là thầy hướng dẫn cho chúng ta làm hết toàn bộ bài tập phần benzen và ankin benzen đúng chưa. Đấy thì các em chú ý rằng là những cái bài tập benzen này nó khó là cái tên gọi, chúng ta phải học thật kỹ, đọc đi đọc lại nhiều lần đúng chưa thì chúng ta mới làm được nhá.